Mới đây tại chùa Bửu Hưng, xã An Phước, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Long Thành tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2023. Hiện nay toàn huyện có 110 cơ sở Phật giáo trên tinh thần đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội. Trong năm 2023, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện đã tích cực vận động các tăng ni Phật tử chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia đóng góp ủng hộ cho các hoạt động từ thiện nhân đạo và các phong trào chương trình của vận động do các cấp phát động với tổng trị giá gần 24 tỷ đồng. Dịp này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã tặng bằng tuyên dương công đức cho 10 tập thể và 14 cá nhân. Ủy ban nhân huyện tặng giấy khen cho 15 tập thể và 18 cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong phong trào tốt đời đẹp đạo, tri ân báo ơn năm 2023.